Ui dồi ôi ngon thế. Chị Hằng ơi, chị đang làm gì đấy? Chị đang lau bàn. Em ở trong phòng từ sáng giờ ra lau bàn cho chị đúng không? Không, em sang nhà bà chơi tí đây. Sao bây giờ ăn cơm trưa rồi em sang bà làm gì? Chơi tí mà. Đi nhanh rồi về đấy. Wow. Mùi thơm thế nhỉ. Hôm nay sang nhà bà chơi tự nhiên được bà cho đĩa thịt gà mang về. Nhưng mà không được. Bây giờ mà cầm thịt gà về thì chị Hằng này ăn nhanh lắm. Chị kiểu không phát hết ngay đĩa của mình. Bây giờ mình phải hay là bây giờ mình ăn vụng một cái chắc chị Hằng không biết đâu nhở. Ăn luôn. Hỏi về thì em sẽ biết được. Sao em cuốn lâu về thế nhở? Bà bảo là bà cho một đĩa thịt gà luộc. Đợi mãi mà em cũng chưa về. Đói lắm luôn. À, về bên kia rồi. Thịt gà luộc đây, thịt gà siêu ngon đây. Tên đây, tên đây. Nhanh lên, chị đói em rồi đây. Chị đang ăn cơm không à? Chị còn chuẩn bị sẵn với muối ớt chanh rồi này. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Tiếng. Wow. Đấy, một đĩa thịt bà chua nhá. Sao có vẻ vơi vơi nhở? Đâu, này nhiều rồi đấy. Một đĩa đầy phẩm này mà vơi vơi gì. Thế á? Ui dồi, vừa sang nhà bà uống nhiều coca quá, còn vệ sinh quá. Em đi vệ sinh đấy nhá. Mà chị đừng ăn trước nha, phải đợi em đấy. Ừ thì có với hai chị em chẳng đợi nhau thì đợi ai. Em phải biết đứng nào đi. Em đi vệ sinh đây. Ờ đái quá. Đi vệ sinh đi nhá. Ui em cố đi vệ sinh rồi. Đĩa gà ngon như thế này mà cứ ngồi nhìn thèm ơi là thèm ấy. Mà cũng nhiều miếng thế này, mình ăn một miếng thì em cũng không biết đâu. Hay là mình cứ ăn một miếng đi. Rồi lại xếp vào. Đấy, như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ mình ăn một miếng. Chị đừng ăn nhá. Chị đang đợi em bên này. Em đi vệ sinh sắp xong chưa? Em sắp xong rồi. Ôi giời ơi, em ơi em lâu thế. Đây rồi, em ra rồi. Chị đói lắm rồi thế này. Nhanh lên. Ôi ôi, đi vệ sinh xong sảng khoái quá. Hình như thịt gà bị vơi vơi đi sao nhỉ? Chị ăn miếng nào phải không? Không. Còn nguyên một đĩa này, chị đói lắm rồi, chị còn chưa ăn miếng nào này. Em nhìn xem có miếng xương nào không? Sao vơi vơi nhỉ? Thôi ăn đi, vơi với chả không vơi. Làm miếng. Miếng này có vẻ nhiều thịt đấy. Miếng này có vẻ ngon hơn này. Cuốn ơi. Cái miếng này nó nhiều thịt ấy. Chắc em không ăn đâu nhở. Để chị ăn ra. Thôi cho chị, còn nhiều mà. Ngon miếng thịt gà để em đi. Từ nãy giờ chị đã ăn miếng xương nào đâu. Chị chẳng ăn miếng thịt thôi. Thôi miếng này cho chị nhá. Thế là chị ăn đấy, em ăn nhiều à. Trang ơi. Cái gì đây? Em đi bắt ong nha chị nha.
Bắt được nhiều ốc về chị luộc nhá. Vâng. Em cuốn đi bắt ốc rồi. Bây giờ mình vào xem có cái món gì không. Mình nấu sẵn đi, tí đợi em cuốn về rồi ăn. Bố đi làm phần cho hai chị em một đĩa ghẹ. Mình đã hấp lên rồi. Thật là thơm ngon. Đúng là ghẹ mình hấp có khác. Ngon thật đấy. Để đây đợi em cuốn về rồi ăn nào. Mà sao em cuốn lâu về thế nhở? Có 6 con ghẹ. Mình sẽ ăn một con. Em cuốn còn lâu mới biết. Hôm nay đi ăn thế nhở? Đi bắt ốc chả được con ốc nào. Toàn là rêu mi dòng. Chưa ăn đâu ấy nhở? Ghĩa. Sao nhiều ghĩa này? Tận 1, 2, 3, 4, 5 con. Chị ăn đâu ấy nhỉ? 5 con nhiều thế này. Chắc mẹ ăn một con trước chị ăn không biết đâu. Cầm con ra góc nhà ăn. Ui dồi ôi, ngon thế. Ôi chị Trang. À, em cún. Sao chị chỗ đây ăn phải không? Ra đây ăn cho nó mát đấy mà. Có mà chị à, em ra đây làm gì? Em ra đây ăn ghẹ. Chị trốn em ra đây ăn vụng phải không? Chắc là em cũng trốn chị ra đây để ăn vụng đúng không? Chị trốn trước ấy. Mà chị bảo này, thôi thì đằng nào nhà cũng chỉ có hai chị em thôi, thì có gì chị em mình cùng chia sẻ nhau ăn, chứ cứ ăn vụng lén lút mãi như thế này cũng không tốt nhở. Thôi chị em mình cùng vào kia ăn đi. Đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.